So, let's hit report here. Okay, hello, xin chào mọi người. Chào mừng chúng ta quay lại với livestream của thầy Alex. Các bạn nhớ lịch livestream của thầy đó là thứ 2, thứ 4, thứ 6 và lúc 11 giờ sáng. 11 giờ sáng hàng ngày, hàng tuần nhé mọi người nhé. 11 giờ sáng nha. Và trên livestream thì thầy sẽ cố gắng làm hai cái kỹ năng mà nó khó nhất để các bạn tự học. Đó là kỹ năng writing as well as kỹ năng speaking, được chưa? Hai kỹ năng mà nó khó luyện nhất, đúng không? Và các bạn với mới vào livestream, chúng ta cố gắng thả tim giúp thầy này. Và chúng ta comment say hello với thầy để cho cái livestream được nổi lên nhé. Và tất cả những buổi livestream của thầy, thầy đều record lại. Và thầy có up lên trên fanpage, đó là IELTS Thầy Alex. Các bạn lên đó, chúng ta có thể xem lại những cái buổi livestream cũ. Và chúng ta đã lên đó thì chúng ta ủng hộ thầy một like trên fanpage cho mọi người nhé. Ủng hộ thầy một like nha. Yeah. Hello, xin chào em, xin chào. Nào, hôm nay chúng ta quay lại kỹ năng writing task 1, đúng không mọi người? Yeah. Và cái bài, cùng đọc đề bài với thầy nào. The chart shows the number of shops that close and the number of new shops opening in a country từ 2011 đến 2018. Okay. Thể hiện cái số các cửa hàng đã đóng và số cửa hàng mở từ 2011-2018. Xin chào Tình, xin chào Lots. Yes, xin chào hai bạn. Dễ đúng không mọi người? Nói chung bài này là biểu đồ line chart, đúng không mọi người? Line chart, yeah, khá là dễ. Thì sẽ sử dụng thì quá khứ. Xin chào Nam, xin chào em. Và hình nét đứt đó là closures. Closures nghĩa là kiểu các cửa hàng đóng, đúng không? Openings là mở, đúng không? Khai trương, đúng không? Ok, khá là dễ thôi. Đầu tiên chúng ta sẽ cần một câu rephrase, đúng không mọi người? Chúng ta paraphrase lại cái đề bài này thôi. Đó, paraphrase lại cái đề bài thôi nhá. So let's get started, yeah? Let's get started. Rephrase này, thầy sẽ viết trước xong rồi thầy sẽ giải thích cho chúng ta nhé. Đây là gọi là line chart, đúng không? So the line chart shows đi. À, kia dùng show thì dùng indicate đi, đúng không? The number of you know, shop thì mình paraphrasing stores, đúng không? Mình có thể chuyển thành danh từ closures, đúng không? Store closures. Closures, sự đóng cửa cửa hàng. And openings, yeah, openings. Khai trương, đúng không? Của một đất nước in a particular, một đất nước cụ thể nào đó. Một đất nước nào đó in a particular country giữa 2011 yeah, and 2018, được chưa? Đó, chấm, xong. Được chưa mọi người? Ok ha. Dễ hiểu đúng không? Đó, nó chỉ đơn giản như vậy thôi. Các bạn xem còn cái dữ liệu gì cần phải cho vào không? Hết rồi đúng không? Cái line chart này thể hiện cái con số cửa hàng đóng cửa và mở cửa của một đất nước cụ thể vào năm 2011 và 2018. Đó, xong. Simple as that. Yeah. Very, very simple. Okay. So let's move on to phần tiếp theo. Tiếp theo là các bạn sẽ biết rồi, chúng ta sẽ phải viết một câu overall, đúng không? Thông thường overall thì các bạn cố gắng viết cho thầy hai câu nhé mọi người nhé. Viết cho thầy hai câu overall, được chưa? Đó. Nào. Để quan sát overall thì thầy hay bảo học sinh của thầy hãy nhìn vào cái xu hướng đó. Cụ thể xu hướng này thì chúng ta thấy là tăng hay giảm đấy ạ. Các cửa hàng mở cửa và đóng cửa họ tăng hay giảm đây. Nhìn chung thầy thấy nó đều là giảm, đúng không mọi người? Chúng ta thấy này, opening mở cửa này, xong rồi kết thúc là đóng này, kết thúc là bị giảm này. Cái này cũng thế, cái mở đầu mà lúc 6.000 này, kết thúc ở mức hơn 5.000 này, đó cũng đều là giảm, được chưa? Thì chúng ta có thể nói là tổng quan thì cả hai đều là giảm, đúng không? Và cái mà phổ biến nhất đó là kiểu cái mà giảm rõ ràng, rõ dễ nhìn thấy nhất ấy, đó là của opening, đúng không mọi người? Bởi vì nó giảm khá là nhiều. Đó, được chưa? Đấy là được một câu nhá. So, looking from an overall perspective, yeah, it is readily apparent that, nhìn tổng quan dễ dàng thấy rằng, đúng không? Cả hai đi, both both giảm đi, đúng không? Both cả hai đang giảm, đã và đang giảm, đúng không? Both were in decline đi, both were in decline, được chưa? Đó, cả hai đều đang chu kỳ giảm, đúng không? Và với cái dễ nhìn thấy nhất, đúng không? Obvious, đúng không? With the most, you know, obviously obvious
of this number of openings, yeah. Đó, thấy chưa? Với con số mà nổi trội nhất đó là của openings, đó, thấy chưa? Ok không mọi người, with the most obviously number of openings. Sorry mọi người thấy nghe điện thoại một xíu nhá. Sorry cả nhà. Ok, I'm back, yes. Tiếp tục nào, sorry thầy có điện thoại nhé, sorry guys, yeah. Nào, đấy là được một câu đúng không? Câu số 2 chắc là thầy sẽ nói một xíu về closure đi đúng không mọi người? Thầy sẽ định nói là ở cuối chu kỳ ấy, chúng ta thấy này, closure cuối chu kỳ thì nó phổ biến hơn, nó lớn hơn opening đúng không? Đó, thầy sẽ nói thế nhá. Một cái, nói chung là chúng ta nhìn cái xu hướng thôi, hoặc là điểm kết thúc thôi, đó. Also, cũng dễ dàng nhận thấy rằng, đúng không? Also noticeable is that, dễ dàng nhận thấy rằng này, cái đóng cửa, cái việc đóng cửa thì nó gọi là more common hơn đi. Cái việc đóng cửa ở cuối chu kỳ thì cái việc đóng cửa nó trở nên phổ biến hơn. Đó, thầy nói thế được không? So, you know, closures. Closure, thầy không biết là paraphrase nào, nhưng mà thầy nghĩ là trong bài này thầy sẽ giữ nguyên. Nó closures thì, you know, became... You know, more common, đúng không? Became more common by the end hoặc là conclusion of the period, yeah? Đó, chấm xong. Được chưa? Ok không mọi người? Cũng dễ dàng nhận thấy rằng này, sự... Sorry guys, bị hắt xì. Cũng dễ dàng nhận thấy rằng này, thì closure đóng cửa thì trở nên phổ biến hơn ở cuối chu kỳ by the conclusion of the period. Đó. Vậy thôi đúng không? Có cái gì khó hiểu không mọi người? Không có gì khó hiểu cả đúng không? Yeah. Nào sang phần tiếp theo nha mọi người nhá. Bây giờ bắt đầu chúng mình vào tả chi tiết thôi đúng không mọi người ha? Vào tả chi tiết hàng. Chắc là bài này thì chúng ta đừng Sorry mọi người, thấy bị sụt xì quá. Chắc là bài này ấy, chúng ta đừng gọi là gì nhỉ? Đừng phân ra là tả closure riêng, tả opening riêng. Tả như vậy nó sẽ không được nhiều điểm, bởi vì chúng ta không so sánh được với nhau. Thì thầy nghĩ là chúng ta sẽ phân theo chu kỳ. Có thể chúng ta tả từ điểm đầu tiên 2001, 2011 này. Có thể đến là điểm giữa giữa 2014 và 2015 chẳng hạn. Đó, xong rồi thân bài 2 chúng ta tả cái còn lại. Đó, tả theo chu kỳ nhá. Được chưa? Details 1 thì chúng ta sẽ bắt đầu tả từ điểm đầu tiên thôi, đúng không? Chắc là thầy sẽ tả điểm đầu tiên thì thầy thấy thằng nào cao hơn thì thầy nói thằng đấy trước. Thầy sẽ nói thằng opening đi, đúng không? Đó. Looking initially, đầu tiên nhìn về điểm bắt đầu. Looking initially at the start, đúng không? Of the period, yeah. Nhìn vào điểm bắt đầu hoặc là look at cũng được. Look at the start of the period này, đó. Thì có bao nhiêu? 8.500 nhá, đúng không? 8.500 cửa hàng được mở. There were around, you know, 8.500 openings, yeah. Thầy sẽ giữ nguyên openings bởi vì thầy cũng không biết là từ nào paraphrase dịch cho openings, cho thầy sẽ giữ nguyên để cho nó an toàn, chứ tránh việc paraphrase linh tinh, đúng không? 8.500 openings trên khắp cả nước, throughout the country, đúng không? Vào năm 2011, đó, được chưa? Con số này cao hơn, you know, much greater, cao hơn nhiều so với 6.000 bao nhiêu? 6.500, 7.000, 6.400 đi nhá. Much greater than 6.400, đúng không? Sự đóng cửa, closures. Yeah, được chưa? Đó. Much greater than 6.400 closures. Được chưa? Vậy là thầy đã tả xong cái điểm bắt đầu rồi. Bây giờ tả tiếp thôi. Cái thằng opening thì nó bị gì đây? Nó giảm tới mức này và nó lại phục hồi tới mức hơn 6.000, đúng không? Đó. Vậy là xong thân bài 1. Đó, thầy nghĩ là thầy thân bài 1 thầy sẽ kết thúc ở cái mức điểm này đi. Tại vì ở đây nó có hai cái điểm nó gần nhau ấy, thì thầy sẽ lấy cái cột mốc này để thầy kết thúc thân bài 1. Đó. So opening thì nó giảm, đúng không? So vài năm sau đi, over
you know, the next few years, vài năm tiếp đấy. So opening giảm mạnh đúng không? Giảm tới cái điểm thấp nhất. Fell to, thầy giới thiệu chúng ta một từ, đó là từ nadir. Fell to the nadir of 4,000 đúng không? Giảm dưới mức thấp nhất, mức tệ nhất là 4,000 trước khi phục hồi, before or preceding cũng được đúng không? Preceding cũng là trước khi. Recovering to 6,001 đi, 6,001 nhá. In 2014 chấm đó, xong. Bây giờ tả nốt thằng closure thôi, tả đến mức 2014 thôi là mình kết thúc thân bài 1 được rồi đúng không? Thằng closure thì nó như nào đây ạ? Nó mức 6,002, tả giữa 6,004 này. Xong rồi đến 6,000, xong rồi trên 7,000. À, thầy sẽ nói là thằng closure thì nó chạm đỉnh đi, chạm đỉnh ở mức 7,001 đi. Và nó giảm tới mức gần với cái mức của opening. Đó. Đấy là một cách tả khôn khéo. Chứ thay vì chúng ta bảo nó giảm tới mức bao nhiêu thì chúng ta so sánh là giảm tới mức gần của opening. Bởi vì hai điểm này nó sát nhau đúng không? Đó, thầy sẽ nói như thế nhá. So, closure thì trước khi tả thì thầy sẽ tả, trước khi tả chi tiết những con số thì thầy sẽ tả một cái xu hướng tổng quan. Thì thầy sẽ nói là kiểu closure thì nó ổn định hơn đi. Bởi vì gain thì nó bất ổn định đúng không? Nó xuống rồi nó lại lên. Thì thầy sẽ nói là closure nó ổn định hơn. Were, you know, more consistent. Đó, chúng ta trước khi tả chi tiết chúng ta cứ nên tả những cái câu chung chung như vậy. Và bắt đầu bây giờ tả chi tiết này. Chạm đỉnh đúng không? Picking. Phần từ rút gọn, picking at 7,100 và năm 2013 đúng không? Đó. Trước khi giảm tới mức gần với của opening vào năm 2014, before falling, dropping đi, nãy dùng falling rồi, dropping to, you know, about the same figure, đúng không? As opening, đúng không? Tả so sánh thế được đúng không? In 2014 đó. Trước khi giảm tới mức gần với con số của openings vào năm 2014 đó. Viết như thầy, viết như vậy dễ hiểu không mọi người hen? Viết vậy dễ hiểu hen? Được không ạ? Được mà đúng không mọi người? Nói chung là bài này cũng tương đối là dễ, không có gì khó. Đầu tiên nhìn vào thì nó thấy hơi ngoằn ngoằn thôi, nhưng lúc sau khá là dễ. Các bạn có câu hỏi gì ở đây không ạ? Tí mình sẽ cùng quay lại mình đọc lại nhé, để thầy giải thích lại nhé, lỡ đâu có bạn nào bị quên đó, hoặc là chúng ta có gì thắc mắc chúng ta cứ viết trong phần comment chúng ta hỏi thầy luôn. Nào, thân bài 2 thôi, tả từ thân bài 2, tả từ cái mức 2014 này trở đi thôi đúng không? So, sau đó đi, sử dụng cái từ sau đó, after that thôi đúng không? Sau đó này, nãy mình tả thằng opening trước đúng không, thì bây giờ mình vẫn dùng thằng opening trước. Thằng opening thì nó như nào đây ạ? Nó giảm mạnh đúng không? Nó giảm tới mức mức 4,000 đúng không? Và nó giữ ở cái mức này trong đến năm 2017 và sau đó giảm tiếp. Đó, hết rồi. Thế thôi đúng không? So, khá là dễ. Opening thì chỉ giảm thôi. Openings thì nó giảm mạnh đi. Fell, you know, sustainably đi đúng không? Substantially, yeah. Substantially, yeah. Từ khoảng 4,000 nhé, roughly 4,000 trong khoảng 2015 đến 2017 đúng không? Between 2015 and 2017 được chưa? Và giảm tiếp và and then further đúng không? Giảm tiếp, giảm sâu hơn and then further to giảm tới mức 3,000 nhé, to 3,000 để kết thúc chu kỳ, to conclude the period, conclude the period, yeah, được chấm, xong, được không ạ? Sau đó này thì khai trương thì nó giảm mạnh tới 4,000 trong khoảng 2015-2017, sau đó giảm tiếp, then further tới 3,000 để kết thúc chu kỳ, đó, được chưa ạ? Khá là dễ đúng không mọi người? Rồi bây giờ mình tả tiếp thằng closure thôi. Closure thì nó giảm chạm đáy đi, thầy sẽ dùng từ plummet, yeah. Nó chạm đáy ở mức này, sau đó nó phục hồi đến mức này
và nó giữ trong khoảng này đến hết chu kỳ, được không ạ? Dễ tả mà đúng không? Trong khi closure đi, trong khi you know closure thì nó plummet chia plummeted đúng không? Gọi là kiểu giảm mạnh đấy. Plummeted là từ giảm mạnh tới a low of, tới một cái sự low of cho 600 nhá, dưới 1600 đi nhá. In 2015 được chưa? Plummeted to a low of 600 in 2015 này. Thì con số này đúng không? The figure nó phục hồi, nãy dùng recover rồi đúng không? Nãy ở trên thầy có dùng recover đây. Có dùng rồi thì chắc là giờ thầy sẽ dùng từ return đi. The figure return to you know above, quay lại mức trên 5000 đúng không mọi người? Above 5000 and trì trệ ở đấy đi. Thầy dùng stagnated chứ. Yeah. At this level. Đó, stagnated at this level towards the end of the period. Được chưa? Chấm xong. Quá dễ hiểu đúng không mọi người? Rất là dễ hiểu và rất là nhanh luôn. Đó, tả cái kiểu này tiết kiệm thời gian cho chúng ta rất rất là nhiều. Đó, ở đây thầy dùng từ stagnated, yeah. Chắc là các bạn hiểu stagnated nó là kiểu trì trệ, kiểu giữ nguyên ấy. Giữ nguyên ở cái mức này cho tới cuối chu kỳ. Đó. Rất hay, dễ hiểu đúng không mọi người? Đó. Có gì khó hiểu không nhỉ? Chắc là không đúng không mọi người? Chắc là không đâu. Nào bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn với bài này một lần nữa với thầy nhé. Hôm nay thầy, sorry mọi người, hôm nay thầy viết khá là nhanh. Đó. Nhưng mà hôm nay hơi ít người xem livestream, hơi bị buồn một xíu đúng không mọi người? Hôm nay hơi bị buồn đó. Ít người xem livestream buồn quá mọi người ơi. Yeah. Nào chúng ta nhìn lại bài nhá. Cái bài cho chúng ta về cái số liệu cửa hàng mở và đóng của một đất nước từ năm 2011 đến 2018 đúng không? Đó thì mở bài thầy có ở đây. Cái line chart này nó thể hiện con số cửa hàng đóng và mở, store closures and openings. Đó, đóng và mở cửa hàng của một đất nước của chị cụ thể nào đó vào năm 2011-2018. Ok, dễ hiểu đúng không? Không có gì lưu ý cả. Tiếp. Overall thì như thầy bảo cũng viết hai câu, và chúng ta để viết được overall thì không có một công thức nào cả. Chúng ta hãy để ý vào cái xu hướng, để ý về cái gọi là nó tăng hay giảm và kết thúc của nó như thế nào. Đó. Nhìn tổng quan thì dễ dàng thấy rằng đây là mẫu câu mì ăn liền. Các bạn đã quá quen với thầy rồi đúng không? Mẫu câu này rồi thì thầy khuyên chúng ta cứ lưu lại mẫu câu mì ăn liền đấy, cứ copy nó lại. Thì cả hai đều đang trong chu kỳ giảm, war in decline, đúng không? Với cái nổi trội nhất đó là con số của openings. Đó, với cái nổi trội, cái nổi bật nhất đó là con số của openings. Được chưa? À, bởi vì sao thầy nói thế? Bởi vì thầy thấy là nó giảm mạnh hơn. Đó, nó giảm mạnh hơn, openings là giảm mạnh hơn. À, cũng dễ dàng nhận thấy rằng đây cũng là mẫu câu mì ăn liền và nó kết hợp cái cấu trúc đảo ngữ nữa. Các bạn cứ lưu lại và chỉ cần copy thôi. Đó. Thì cái sự đóng cửa thì nó trở lên nổi tiếng hơn ở cuối chu kỳ. Tại sao thầy nói thế? Bởi vì thầy thấy là ở cuối chu kỳ thì cái sự đóng cửa nó vẫn cao hơn cái mở cửa. Đó, thì thầy nói vậy. Nó trở nên phổ biến hơn, became more common by the conclusion of the period. Yeah. Conclusion nó bằng the end đúng không? Đó. Tiếp nhá, thân bài 1 nhá. Đầu tiên nhìn vào cái điểm bắt đầu này thì có khoảng 8000 sự mở cửa ở trong cả nước vào năm 2011, cao hơn rất là nhiều so với 6.400 sự mở cửa. Đó, à, sự đóng cửa chứ quên, đúng không? Đó. Vậy là đã giới thiệu được điểm bắt đầu rồi, đúng không? Tiếp đến này, trong vòng vài năm sau này, các bạn có thể nói ở đây là the former đi. Chúng ta có thể nói the former. The former là cái trước. Cái trước ở đây thì thầy đang ám chỉ là cái sự mở cửa đó, đúng không mọi người? Ở đây là opening đó. Ám chỉ là, ở đây là opening, đúng không ạ? Đó, dễ hiểu đúng không? Có thể nói như thế cũng được. Thì nó giảm tới cái sự thấp nhất là 4.000 trước khi phục hồi tới 6.000 vào năm 2014. The latter. The latter ở đây là ám chỉ cái closure đấy mọi người, đúng không ạ? Chắc là các bạn nghe thầy nhiều rồi, các bạn sẽ biết là cái cấu trúc the former and the latter rồi, đúng không? Đó. Cái sau thì nó ổn định hơn. Nó chạm đỉnh ở mức 7.001 vào năm 2013 trước khi giảm tới khoảng cái con số của openings vào năm 2014. Đó.
Chúng ta thấy ở đây nó có khoảng gần sát nhau đúng không? Đó, đấy là lý do tại sao thầy nói là dropping to about the same level. About nhé, khoảng đúng không? The same level. Đó. Dễ hiểu đúng không mọi người? Nào tiếp nhận thân bài 2 nhá. Sau đó này. Thì cái opening thì nó đã giảm rất là mạnh. Cái opening thì giảm rất là mạnh tới khoảng 4.000 vào cái thời kỳ 2015-2017 đúng không? Nó giảm tới mức 4.000 và nó giữ trong mức này. Và sau đó giảm tiếp tới 3.000 để kết thúc chu kỳ. Sau đó nó giảm tiếp tới 3.000 để kết thúc chu kỳ. Đó. Nào, trong khi cái sự đóng cửa thì nó giảm mạnh tới cái mức 600 vào năm 2015 đúng không? Trong khi đúng không? Nhưng con số này thì nó quay lại mức trên 5.000 và nó duy trì ở mức này cho tới cuối chu kỳ đúng không? Đó, nó giảm mạnh tới mức này và nó quay lại mức này và nó giữ như vậy tới cuối chu kỳ. Đó. Thế thôi đúng không? Rất là dễ luôn, rất là nhanh luôn đúng không mọi người? Học cách thầy làm để phấn đấu đúng không? Cố gắng lên em. Tiếp theo là thầy làm dạng pie chart đi. Ok, pie chart chắc phải thứ 6 nhá. Thứ 4 thầy sẽ livestream speaking. Đó. Pie chart ở trên em lên trên kênh Facebook của thầy ấy, trên fanpage Facebook của thầy ấy. Thì em thấy cũng rất là nhiều, thầy đã làm dạng pie chart rất là nhiều rồi. Thầy tả pie chart rất là nhiều luôn. Đó. Ok. Và thầy khuyên chúng ta này, các bạn hãy chụp ảnh màn hình cái đề này lại. Và thầy muốn buổi chiều hôm nay các bạn sẽ ngồi viết lại cái bài này với cho thầy, được chưa? Viết lại cho thầy. Cái idea đã tham khảo rồi, thầy đã hướng dẫn cách viết rồi và thầy cũng viết mẫu cho chúng ta rồi. Đó, các bạn chụp ảnh màn hình cái đề lại này và cái bài làm lại này. Đó, được chưa? Thì thầy muốn chúng ta về nhà chúng ta viết lại giúp thầy. Viết xong chúng ta sẽ so sánh xem là bài viết của chúng ta với bài viết của thầy Alex nó như thế nào đúng không? Đó. Được chưa? Nói chung từ vựng của thầy sử dụng rất là đơn giản, rất là bình thường, bình dân đúng không? Rất là tự nhiên thôi. Thầy muốn chúng ta tham khảo như thế. Đó, về nhà tập viết lại xem là chúng ta tiếp thu được bao nhiêu. Thầy nghĩ về nhà mà chúng ta viết lại mà chúng ta tiếp thu được khoảng 80% ấy thì cũng rất là ok rồi. Đó. Bài này của thầy cái ban điểm thầy dự kiến nó sẽ tầm khoảng 7.5 nhá mọi người nhá. Tối thiểu 7.5. Đó. Được chưa? Ok. Nói chung là thầy thấy là cái việc kỹ năng viết của thầy viết khá là đều tay, khá là chắc tay. Đó, thì thầy nghĩ là nó tầm tối thiểu 7.5. Ok. Được không mọi người ha? Ok ha. So yeah, thank you very much. Trên buổi livestream thì thầy không muốn để nó quá dài, thầy muốn làm nó ngắn ngắn thôi. Bởi vì thầy biết có rất là nhiều học sinh của thầy cũng có xem lại nữa. Đó thì rất là cảm ơn mọi người đã stay tuned và đã xem cái livestream của thầy tới cuối cùng đúng không? Hôm nay tuy nhiên là hôm nay hơi ít người xem một xíu đó, cho nên hơi buồn. Và mọi người nhớ lịch livestream của thầy đó là thứ 2, thứ 4 và thứ 6 nha mọi người nhá. Và lúc 11 giờ sáng nha mọi người. Ok. So yeah, please always come back and if you ever have a chance to visit my fan page, yeah, please drop me a like, yeah. That would be a big motivation for me to move on, yeah. Nếu mà có ghé qua fanpage thì hãy thả thầy một like trên fanpage cho mọi người nha. Ok, đó là cách ủng hộ thầy Alex miễn phí đúng không? So yeah, bye guys, take care and I'll see you guys later. Bye guys, see you guys on Wednesday. Bye guys, bye bye. Bye.